Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi tối ngày mùng 2 tháng 4 năm 2024. Hôm nay Vlog Minh Hải có thông tin rất nóng, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã từ chối để trở thành huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển quốc gia Việt Nam. À, ông đang à, đi châu Âu và ông cũng nói rằng ông đã lớn tuổi rồi, không có đủ sức khỏe để có thể làm được cái vị trí là huấn luyện viên trưởng tạm quyền của đội tuyển Việt Nam trong một cái khoảng thời gian mà có lẽ là nhạy cảm và bậc nhất của đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Người thứ hai đang được à, coi là ứng cử viên số 1 đó là huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Anh Phan Thanh Hùng cũng đang được uh, bàn bạc rất là nhiều để mời vào vị trí huấn luyện viên tạm quyền cho đội tuyển quốc gia. Anh Phan Thanh Hùng đã từng vô địch V-League. Anh Phan Thanh Hùng đã từng là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Anh Phan Thanh Hùng cũng là thành viên trong cái hội đồng huấn luyện viên quốc gia. Anh Phan Thanh Hùng bây giờ đang không dẫn dắt một đội bóng nào. Anh Phan Thanh Hùng vẫn còn trẻ, vẫn còn khỏe, vẫn còn nhiệt huyết, vẫn còn có khả năng công hiến cho đất nước. Và đấy chính là lý do vì sao mà anh Phan Thanh Hùng đang được coi là ứng cử viên số 1 cho vị trí huấn luyện viên tạm quyền. Lẽ ra thì vào thời điểm này. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có thể công bố được cái danh tính của huấn luyện viên tạm quyền rồi nhưng có lẽ là nó sẽ cần thêm thời gian. Ngày mùng 4 tháng 4 tới đây tức là ngày kia thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ chính thức công bố huấn luyện viên trưởng của đội U23 Việt Nam, đó là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn để dự vòng chung kết U23 châu Á. Còn huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia tạm quyền hiện nay chúng ta vẫn chưa có. Đó là những cái gì mình có thể chia sẻ với các bạn. Bởi vì là thực sự đây là cái công việc nó quá khó. Hóa ra nó khó hơn những cái gì chúng ta suy nghĩ Ở phần sau của chương trình thì mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn Và đương nhiên rồi sẽ còn rất nhiều những cái thông tin thời sự Mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay à, Tuấn Anh đã lựa chọn được số áo ưng ý của mình Đó là số áo 21 à, Số 21 thì ở Thép Xanh Nam Định chưa có ai đăng ký kể từ đầu mùa Và số 21 cũng là số áo của Piếc Lô Cầu thủ mà uh, Nguyễn Tuấn Anh rất là thích Hôm nay thì cũng có thêm khá là nhiều những cái thông tin mới, đặc biệt là về những cái án phạt bổ sung. Ví dụ như là Mai Sĩ Hoàng thì cũng đã bị uh, treo giò hai trận phạt 15 triệu, rồi huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương cũng đã bị uh, phạt 5 triệu. Nói chung là cũng có khá nhiều những cái án phạt nguội. Nhưng hôm nay mình chỉ chia sẻ với các bạn về câu chuyện liên quan đội tuyển quốc gia thôi. Các bạn có câu hỏi gì về đội tuyển quốc gia thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Rất nhiều người đặt ra những câu hỏi mang tính thượng tầng của bóng đá Việt Nam thì mình xin phép các bạn là để mình nghiên cứu cho nó thật là kỹ sau đó là chúng ta sẽ có thể chia sẻ với nhau ví dụ như là mọi người nói là một cái nền bóng đá ở việt nam bây giờ mà uh, giám đốc kỹ thuật lại không được làm cái công tác kỹ thuật thì liệu như thế có phải là một mất mát của bóng đá việt nam hay không rồi mọi người cũng đang hỏi về những cái vị trí quan trọng của liên đoàn bóng đá việt nam ví dụ như là chủ tịch hay là phó chủ tịch phụ trách chuyên môn họ sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào cho cái một năm đi xuống vừa rồi của bóng đá việt nam thì mình xin phép các bạn là mình sẽ nghiên cứu thật là kỹ công việc của các anh ấy như nào cái độ khó của công việc sau đó là sẽ chia sẻ với các bạn sau à, bạn đào mạnh cường của nó là minh hải ơi phan thanh hùng có phải là ba anh em nhà văn sĩ không không ạ à. anh phan thanh hùng thì là nhà họ văn à là họ phan còn anh văn sĩ thì là nhà họ nguyễn nguyễn văn sĩ nguyễn văn dũng còn nhà họ văn là có văn sĩ hùng văn sĩ sơn văn sĩ thủy đấy anh hùng này là không anh hùng đây là anh anh Phan Thanh Hùng Anh Phan Thanh Hùng là chú Là chú ruột của Phan Thanh Hưng và Phan Thanh Phúc Nhà họ Phan ở, ở, ở Đà Nẵng thì mọi người nhớ rồi đúng không? Lát nữa mình sẽ kể về 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 nhà họ Phan sau Bây giờ thì mình sẽ cập nhật cho các bạn cái thông tin đã Cái thông tin này là cái thông tin mà mình đánh giá nó là cái thông tin rất là quan trọng Chứ là mình phải livestream sớm để phục vụ các bạn Với cả mình cũng muốn là livestream sớm để tối ngày hôm nay mình có thêm một chút thời gian chuẩn bị Cho cái chương trình mình sẽ livestream trên top top vào tối ngày hôm nay 21 giờ vẫn như thường lệ có rất nhiều những điều hời những cái điều với giá độc quyền chỉ dành cho livestream của vlog minh hải mà thôi thì ngày hôm nay team của mình đã liên hệ với huấn viên mai đức trung ở châu âu thì uh, chúng mai đức trung các bạn biết rồi là thời gian rồi chú đi châu âu đúng không ạ cũng có sang thăm huỳnh như nói chung là tới đây thì chú còn có một cái chuyến đi hàn quốc nữa rồi thì uh, chú mai đức trung cũng... nói là thôi bao nhiêu năm đi làm bóng đá vắng nhà thường xuyên bây giờ còn một ít thời gian của tuổi già thì cũng muốn bù đắp cho vợ và cũng muốn là sống một cuộc sống nó không áp lực để đảm bảo cho sức khỏe chú trung cũng chia sẻ với chúng mình rất là nhiều là trước đây chú còn đi chơi được tennis rồi bây giờ là không chơi được nữa rồi Đấy, ngày xưa còn chạy được nhưng mà bây giờ không chạy được nữa bây giờ chỉ tập luyện tập thể dục thôi mang tính dưỡng sinh nhưng mà chú muốn là thôi đi du lịch thì vừa đi du lịch vừa thăm thú cho cuộc sống nó thoải mái đầu óc nó thoải mái bên cạnh đó thì những cái bước đi cũng coi như là một hoạt động thể chất để giúp cho cô chú có thể giữ gìn cái sức khỏe nó được tốt hơn. chú mai nói chung thì thực sự là thời gian vừa rồi chú cũng đã phải đấu tranh tư tưởng rất là nhiều. mình biết chú vẫn là người rất là tham công tiếc việc nhưng mà dưới áp lực của gia đình và bản thân chú cũng nghe được cái tiếng nói của cơ thể. chú nói là mấy năm gần đây là chú yếu, chú rất là cố gắng nhưng mà mỗi một lần mà cố gắng mỗi một lần mà mỗi một giải đấu mà chú lại cháy hết mình thì về chú lại cái pin của chú lại sụt đi một tí lại bị chai đi một tí. Cho nên chú rất hiểu điều đó. Đấy là lý do vì sao mà uh, huấn luyện viên Mai Đức Trung mặc dù được gọi tên rất nhiều thời gian vừa rồi, nhưng mà bằng tất cả những cái sự hiểu thấu hiểu về huấn luyện viên Mai Đức Trung và mình cũng đã chia mình cũng đã nói chuyện với chú Trung rất là nhiều. Uh, các bạn có thể xem lại hai cái chương trình mình phỏng vấn chú Mai Đức Trung thì các bạn sẽ thấy là chú nói về sức khỏe của chú rất là phải nói là nó cũng là ở cái tình trạng báo động đấy. Chú cũng đã từng bị tháo cái cái khớp xương khớp cái cái khớp xương háng này này. Đấy, thật sự là sức khỏe của chú không đảm bảo đâu. Cho nên là mình đề nghị có hai người mình đề nghị tất cả mọi người chúng ta là đừng gây sức ghét cho liên đoàn, một là huấn luyện viên Park Hang Seo và hai là huấn luyện viên Mai Đức Chung. Chú Mai Đức Chung thì lớn tuổi rồi, chú cần được nghỉ ngơi, chúng ta nên tôn trọng cuộc sống riêng của chú. Còn huấn luyện viên Park Hang Seo thì thầy có một cái kế hoạch riêng của mình, tức là thầy muốn dẫn dắt đội bóng này đi World Cup thì chúng ta đừng đừng có bắt thầy phải hy sinh cái giấc mơ còn lại của cuộc đời mình để phục vụ cho chúng ta Thôi chúng ta đi tìm người khác đi Để cho thầy còn có một ít thời gian làm đỉnh cao nữa Thì thầy cố gắng cháy hết hết mình Để có thể toại nguyện được cái 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 tham vọng, cái tâm nguyện của thầy Đó là đưa một đội bóng vượt qua vòng loại để đến với World Cup Thì đó là cái thông tin đầu tiên liên quan đến huấn luyện viên Mai Đức Trung Thì mọi người sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao mình chỉ nói đến huấn luyện viên Mai Đức Trung và huấn luyện viên Phan Đình Hùng Mà mình lại không nói đến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho dù trước đây thì chúng mình đã nói rất là nhiều về cái chuyện là anh Hoàng Anh Tuấn đang là ứng cử viên số 1. Thì mình nói luôn là anh Hoàng Anh Tuấn là ứng cử viên số 1 đơn giản bởi anh Hoàng Anh Tuấn là người rất sẵn sàng và anh Hoàng Anh Tuấn thực sự thích cái công việc này. Anh đã chờ rất là lâu rồi từ năm 2012. Từ năm 2012, đấy, mình đã tưởng là 2012 là đến thời của anh Hoàng Anh Tuấn. Lúc đấy mọi người đã lựa chọn anh Hoàng Anh Tuấn vào để thay cho anh Phan Thanh Hùng rồi. Nhưng mà cuối cùng thì ở những giây phút cuối cùng, chú Lê Hùng Dũng phủ quyết và và cuối cùng là anh Phan Đình Hùng anh anh Hoàng anh, anh Tuấn là không lên được đấy thì đấy cũng vẫn là một nỗi đau của anh Hoàng Anh Tuấn và anh Hoàng Anh Tuấn thì rất là mong là sẽ cống hiến cho đội tuyển quốc gia đấy thì mình phải chia sẻ với các bạn cái đầu tiên như vậy thứ hai nữa là do cái đặc thù của bản hợp đồng anh Hoàng Anh Tuấn bây giờ thì ký hợp đồng với liên đoàn rồi tức là hiện nay liên đoàn bóng đá Việt Nam hàng tháng vẫn trả lương cho anh Phan, anh anh Hoàng Anh Tuấn cho nên là nếu mà trong trường hợp cần thiết điều động nắm giữ những cái vị trí thì mình nghĩ là nó sẽ dễ hơn so với việc là mời người ở ngoài nhưng anh Hoàng Anh Tuấn ngày mùng 4 tháng 4 tới đây tức là ngày kia ngày mai ngày kia là anh sẽ ký hợp đồng với liên đoàn bóng đá Việt Nam để chính thức dẫn dắt đội U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á và các bạn biết là chúng ta thì đá vào ngày 17 tức là chúng ta đá từ giờ đến hết tháng 4 đấy là chúng ta mặc định là kết thúc chúng ta kết thúc ở vòng bảng còn nếu mà vào tứ kết hay bán kết đi xa hơn thì có thể là nó sẽ sang đến tháng 5 cho nên là từ bây giờ cho đến cuối tháng tháng 4 đầu tháng 5 là anh Hoàng Anh Tuấn không thể nào mà có thể xem được những trận đấu ở V và càng không thể nghiên cứu được. Có thể xem được nhưng mà nghiên cứu sâu thì mình nghĩ là khó. Cho nên là anh Hoàng Anh Tuấn vì công việc ở U23 Việt Nam cho nên có thể lại sẽ lại lỡ cái kế hoạch. Đến ngày hôm nay tức là ngày uh, mùng 4 à, ngày mùng 2 tháng 4 thì uh, mình cũng nhận được cái uh, cái thông tin đó là liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn chưa chính thức đề nghị với anh Hoàng Anh Tuấn mà vẫn đang muốn lựa chọn làm sao đấy để chúng ta Mỗi một huấn luyện viên sẽ chuyên trách là một đội Cho dù có là tạm quyền đi chăng nữa Thì chúng ta cũng phải cần toàn tâm toàn ý Và hiện nay thì anh Phan Thanh Hùng đang là người hội tụ đầy đủ những yếu tố nhất Thứ nhất là anh Phan Thanh Hùng hiện nay đang không cầm đội Không cầm câu lạc bộ nào Đấy. Thứ hai nữa là anh đã từng vô địch V-League rồi Tài năng của anh Phan Thanh Hùng thì không phải bàn Nếu không có anh Phan Thanh Hùng thì mình nghĩ là cũng rất là khó Có một chu đình nghiêm Phải nói là tỏa sáng lung linh như bây giờ anh Chu Đình Nghiêm học được rất nhiều từ anh Phan Thanh Hùng. Đó, rồi anh Phan Thanh Hùng cũng đã từng làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia rồi mặc dù là không thành công nhưng mà mình nghĩ là AFF Cup 2012 rồi những cái giải đấu mình nghĩ là anh Phan Đình Hùng cũng để lại một dấu ấn nhất định trong cái sự tiến bộ của các học trò. Anh Phan Đình Hùng cũng là ủy viên của Hội đồng huấn luyện viên quốc gia. Tức là xét về mặt gọi là tính toán tất cả mọi thứ thì mình nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp. Anh Phan Đình Hùng là tất cả trong một, anh còn trẻ trung, anh còn sức khỏe, anh còn rất là nhiều những điều kiện tốt để có thể cống hiến. Và thời gian vừa rồi thì anh Phan Đình Hùng cũng nghỉ ngơi. Cho nên là anh cũng sạc lại được pin, cho nên là mình nghĩ là tới đây là anh ấy sẽ rất là khỏe mạnh và có thể thăng hoa. Đấy nhưng mà tất cả còn lại thì vẫn phải chờ xem Liên đoàn bóng Việt Nam và anh Phan Đình hùng có có được những cái uh, gọi là có tiếng nói chung trong cái việc uh, thiết lập cái kế hoạch cũng như là cái mục tiêu cho đội tuyển quốc gia hay không. Đối với mình bây giờ thì cái khó nhất của của đội tuyển quốc gia bây giờ là chúng ta phải xác phải xác định được đâu sẽ là cái mục tiêu nó phù hợp chứ bây giờ vẫn cắm đầu cắm cổ yêu cầu là phải vượt qua vòng loại thì mình nghĩ là quá khó đấy còn lại thì uh, chúng ta sẽ tính toán trẻ hóa hay không trẻ hóa nói chung là tất cả mọi vấn đề thì uh, liên đoàn bóng Việt Nam sẽ mời anh Phan Đình Hùng. Chúng mình nói là anh Phan Đình Hùng sẽ không mất gì đâu bởi vì đội của chúng ta đã chạm đáy rồi thua thêm một hai trận nữa thì là chả có vấn đề gì chúng ta thua Philippines thì hơi khó nhưng mà chúng ta thua Iraq thì nó là điều mà người hâm mộ có thể chấp nhận được còn nếu như may mắn ra cho dù có không lọt được vào vòng loại tiếp theo đi chăng nữa Thì nếu mà chúng ta có một trận hòa với Iraq Mà một trận thắng khá là tốt Với uh, Philippines Thì mình nghĩ là cả danh tiếng của anh Phan Lê Hùng Và quan trọng nhất Nó là cái hình ảnh của bóng đá Việt Nam Nó sẽ được cải thiện đáng kể Thì mình nghĩ là trong hai cái trận đấu FIFA Day vào tháng 6 này Chúng ta không có cửa thất bại Chúng ta có thể thua nhưng chúng ta không thất bại Đấy, Và người hâm bộ bóng đá Việt Nam Thì như chương ngày hôm nay mình nói Là nó đã chạm đáy rồi Chứ là nó không thể nào mà thất vọng hơn được nữa và cái thất vọng này thì nó có thể là được nó được chuyển cho trách nhiệm cho người khác chứ không phải là cho huấn luyện viên tạm quyền. Cho nên mình nghĩ là có lẽ là các huấn luyện viên cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Đấy, nắm bắt luôn thời cơ và có thể là khởi đầu cho cái nhiệm vụ này càng sớm càng tốt. Đi xem các trận đấu, phân tích số liệu, nói chung là như thế thì nó ổn nhất. Theo như thông tin mà mình có được thì khả năng là trước mùng 10 tháng 4 là chúng ta sẽ có danh tính của huấn luyện viên tạm quyền nhưng mà mình nghĩ là có lẽ là cũng hơi khó bây giờ chỉ còn được anh phan thanh hùng thôi bởi vì là tới đây thì đội u 23 chúng ta lên đường rồi thì cũng chả còn thời gian đâu nữa còn sẽ không lấy các huấn luyện viên ở câu lạc bộ mà đang làm việc nha các bạn nhé mình nghĩ là như thế thì rất là không nên thứ nhất là chả có một đội tuyển quốc gia nào đi mượn huấn luyện viên của một câu lạc bộ để làm tạm quyền Đấy, cái thứ hai nữa là bây giờ họ đang làm như thế rồi thì họ không theo dõi được một cách kỹ lưỡng đâu Đấy như là cũng xin được chia sẻ mọi người như vậy để mọi người nắm được tình hình. Đó là bạn Lý Khắc Hạnh nói là hay là mời lại huấn luyện viên Hoàng Anh Phúc được không anh Hải ơi? Mình không nghe thấy bất cứ cái thông tin nào liên quan đến việc mời anh Phúc. Cái này về mặt lý thuyết thì hoàn toàn có thể. Nhưng mà mình nghĩ là về mặt thực tế hiện nay thì mình chưa nghe được. Cái thông tin này mình chưa nghe được. À, mọi người tùy mọi người nhá đây nó chỉ là những cái thông tin thời sự mà mình đưa ra thôi, mà mình nghĩ là liên đoàn đá Việt Nam mời anh Phan Thanh Hùng chưa chắc anh đã đồng ý, chứ đừng có nói là đừng có nói là câu chuyện là là muốn mời là mời được các bạn ạ. Bây giờ chúng ta mời khó lắm, mời khó lắm không đơn giản đâu. À, anh Phan Thanh Hùng mình đánh giá là một huấn luyện viên hiếm hoi trong làng bóng đá Việt Nam huấn luyện có triết lý, anh huấn luyện có lối chơi nhưng mà anh Phan Thanh Hùng thì có một cái chúng ta biết rồi là luôn luôn để cái lối chơi của anh phải nhuyễn thì anh sẽ mất nhiều thời gian các bạn cứ để ý mà xem là đội bóng của anh Phan Thanh Hùng thì thường là phải một là phải tốt ngay còn nếu không nếu mà để phải chỉnh sửa thì phải mất ít nhất là một mùa đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn ở phần đầu của chương trình các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra để mình tiếp tục trả lời còn uh, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia lâu dài tức là dài hạn thì đến bây giờ chưa có thông tin gì mới các bạn nhé mình uh, hàng ngày một ngày hai buổi vẫn quét thông tin vẫn đi cập nhật nhưng mà đến bây giờ thì chưa có thông tin gì mới cả mình nghĩ là nó đã có những cái chuyển động rồi nhưng mà hiện nay thì họ vẫn đang dự kiến uh, ví dụ như là có thể là có những người đã gửi hồ sơ đến hoặc là có những cái cuộc đàm phán bí mật nào đấy uh, chẳng qua là chúng ta không biết thôi Bạn Thương Minh của đó là bác Chu Đình Nghiêm ổn không anh? Nói thật nếu như bây giờ mà được lựa chọn thì nên lựa chọn anh Chu Đình Nghiêm. Nếu thật sự được lựa, được lựa chọn. Và hôm vừa rồi thì mình cũng hỏi anh Văn Trần Hoàn rồi, mình xin nói lại cái thông tin này cho các bạn chưa nghe. Đấy là mình hỏi anh Văn Trần Hoàn là nếu như bây giờ đội tuyển mà cần mời anh Chu Đình Nghiêm lên anh có đồng ý không? Anh Văn Trần Hoàn nói là tao đánh cả xe đưa anh Chu Đình Nghiêm lên và tao trả lương cho anh Nghiêm luôn. Chứ có phải có đội bóng nào có người mà có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia đâu nhất là huấn luyện viên. Cho nên là là anh uh, Văn Trần Hoàn là anh muốn học bầu đức và bầu thắng Tức là hiến huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia và trả lương cho huấn luyện viên đấy luôn đấy thì mình nghĩ là cái đấy cũng là cái điều tuyệt vời đúng không Cảm ơn mọi người rất là nhiều Huấn luyện viên dài hạn thì vẫn là huấn luyện viên ngoại thôi các bạn nhé Cái này thì nó vẫn không thay đổi Nó vẫn không có gì thay đổi cả Còn uh, huấn luyện viên tạm quyền thì sẽ là những huấn luyện viên uh, người Việt Nam của chúng ta bạn hiền nguyên anh cho mọi người biết về việc nhập tịch cầu thủ đi việc nhập tịch cầu thủ thì theo thông tin mới nhất mà mình có được thì đội thép xanh nam định đã giao nhiệm vụ cho nhà đại diện nhập quốc tịch cho Rafael Sơn. Sơn đến năm nay là năm thứ năm có mặt ở việt nam tức là bạn ấy đã hoàn thành tất cả những điều kiện cần thiết để có thể nhập quốc tịch việt nam và nếu như liên đoàn bóng đá việt nam mà xin phép ngành thể thao cho phép sử dụng cầu thủ nhập tịch thì chúng ta sẽ có thể uh, có được cái sự phục vụ của Raphael Sơn. Người thứ hai đó là Henryo, Henryo thì đến năm 2025. Tức là nếu như không có một cơ chế ưu tiên đặc biệt thì uh, Henryo sẽ phải sang năm. Và theo thông tin mình có được thì khả năng rất là cao là Henryo sẽ đá cho thép xanh bị hết mùa năm nay. Nhiều khả năng nhé là đá hết mùa năm nay và có thể là Henryo sẽ nhập quốc tịch Việt Nam và đá cho một câu lạc bộ khác. Biết đâu đấy sẽ là một đội bóng thủ đô. Ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 không phải là ngày cả tháng 4. Mình kể cả ngày cá tháng tư thì mình vẫn chia sẻ các bạn thông tin là thật. Ngày thật cá tháng tư còn chính mình còn bị ăn con cá to đùng. Buổi sáng không hiểu sao mở mắt ra bao nhiêu người inbox hỏi mình là có phải là có phải là anh Roberto Donadoni trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam hay không. Là mình cứ đi hỏi và cuối cùng đang livestream giờ thì mình mới biết được là mình bị mình bị việt vị. Tức là mình không biết là mọi người đùa. Rồi công phượng về lại Hoàng Anh Gia Lai hóa ra toàn là câu chuyện ngày cá tháng tư, ngày nói dối. Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn Có những cái thông tin nữa các bạn thấy nó là hay Là hữu ích và các bạn thấy cảm thấy nó ổn Thì các bạn nhớ like cho mình Ai chưa like các bạn nhớ like cho mình Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký giúp mình nhá Các bạn ấn đăng ký rồi các bạn nhớ ấn vào chuông và chọn thông báo Để khi mình lên sóng thì Youtube sẽ thông báo cho các bạn Đó là những cái mình chia sẻ Còn ở phần sau mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn nhá Đây là Đông shop vn Một website đã luôn luôn song hành Cùng sức khỏe mọi người trong một khoảng thời gian rất dài bổ thận dược quý đường tràn trề sinh lực như thầy còn trai tráng đây là một loại thuốc dành cho những anh chàng bị yếu sinh lý ai đó bị yếu sinh lý chúng ta đặt mua nhé không có gì phải ngại cả bởi vì cùng với thời gian thì ông nào cũng bị suy suy, suy giảm hết và cũng bị yếu sinh lý hết đấy mà đấy các bạn nhớ nhá đây bổ thận tráng dương này giúp tăng cường sinh lực này cải thiện sinh lý nam giới này có bạch tật lê nó tăng hàm lượng testosterone trong máu và đây chính là một loại hormone để tăng để hỗ trợ cái ham muốn của đàn ông nếu đàn ông của chúng ta mà ham muốn vẫn đang tốt thì bạch tật lê nó giúp chúng ta kéo dài hơn nữa. Đấy, còn nếu như bây giờ mà chẳng may mà ham muốn của đàn ông nó đang bị tụt xuống thì các bạn sử dụng cái bạch cái cái bổ thận của dược quý đường với bạch tật lê này nó sẽ kéo cái ham muốn của anh em lên. Nhân sâm, đương quy, đông trùng hạ thảo, cao ba long, kỳ tử và ba kích, sáu cái dược liệu rất quý này nó sẽ phối hợp với nhau và nó sẽ giúp cho các bạn là nâng cao cái cái được thực hiện cái ham muốn này một cách tốt nhất, nâng cao cái chất lượng của cuộc yêu của chúng ta Các bạn nhớ dù mình là ngày dùng hai lần Mỗi lần từ 2 đến 3 viên Sử dụng liên tục trong vòng 3 tháng Và nhớ duy trì các bạn nhé Thì hiệu quả nó bền, bền vững được Đấy, sung mát tuyệt vời tràn trề sinh lực cuộc yêu thăng hoa Hồi sinh phái mạnh và hạnh phúc viên mãn Đây các bạn gọi điện đến số 024 7777 8877 để đặt hàng Hoặc các bạn ấn vào đây cũng ok Ngoài ra thì còn có đây Tỏi kim cương Đông Á mình nói với các bạn rồi Là có câu thơ rất là hay Miệng nói trăm nhớ ngàn thương không bằng hộp tỏi kim cương làm quà Đấy, lý do để các bạn chọn kim cương, tỏi kim cương này Hàm lượng giá trị dinh dưỡng vượt bậc Công dụng chăm sóc sức khỏe tuyệt vời Nguồn nguyên liệu thuần khiết từ thiên nhiên Anh tỏi này trước khi anh thay màu và đổi vị Thì anh ấy qua 2.000 giờ lên men Nhờ cái công nghệ lên men độc quyền từ Nhật Bản Và cái quy trình sản xuất hiện đại cũng được chuyển giao độc quyền từ Nhật Bản Các bạn xem tác dụng của nó này Hỗ trợ ổn định huyết áp Hỗ trợ giảm mỡ máu bảo vệ tim mạch hỗ trợ kích thích tiêu hóa tăng sức đề kháng hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa tức là giúp các bạn trẻ lâu hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh và tăng cường trí nhớ các bạn thấy xịn không có hai loại nhé một loại bóc vỏ rồi còn một loại là chưa yến kiều trưng đông trùng hạ thảo các bạn mua 5 hộp được tặng một hộp mà giá thì chỉ có 1 triệu bốn trăm thôi tức là đây là nếu mà các bạn mà mua 1 triệu bốn trăm là các bạn sẽ được 6 hộp đấy đấy đây yến kiều trưng đông trùng hạ thảo đây các bạn nhìn thấy đây cực kỳ nhiều loại có combo này, combo 5 tặng 1 này, combo 5 tặng 1 này, combo 3 tặng 1 này. Combo uh, lẻ là mua thì được mua 1 uh, thì được tặng uh, mua lẻ một hộp 6 hú. Đấy, mua lẻ một hộp 4 hú, các bạn nhìn thấy ở đây là nó rất là nhiều những cái mức giá cho mọi người. Các bạn biết là yến kiều thì nó đã rất là bổ rồi, còn chưng với đông trùng hạ thảo nữa nó sẽ tốt cho những người trên 12 tuổi. Những người mà bị bệnh khó chữa, những người cần chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe, những người mới ốm dậy hoặc đang bị ốm, những người làm việc vất vả lao lực hoặc là cần chúng ta cần cải thiện cái hệ miễn dịch còn cái yến uh, kiều kit là dành cho trẻ em bởi vì là nó nó được tối ưu cho cái hệ tiêu hóa của trẻ em từ 12 tuổi trở xuống nó bổ sung canxi giúp cho các con mau lớn chắc khỏe đấy và nó còn tăng thêm cái tế bào thần kinh giúp cho con thông minh hơn nước uống giải rượu choa của hàn quốc này thì nó sẽ giúp cho những người uống bia uống rượu giảm được cái mệt mỏi và nó cũng thải độc sau quá trình uống bia uống rượu còn phoi sen là tăng trưởng cường chức năng gan của pháp anh này thì nó rất là tốt ở, ở dành cho đặc biệt là cho người Việt Nam người Việt Nam thì có tỷ lệ ung thư gan và tử vong do ung thư gan là cao nhất thế giới chứ là các bạn thử sử dụng cái phôi này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn giúp cho các bạn giải quyết được cái vấn đề liên quan đến sơ gan viêm gan và giảm nguy cơ bị ung thư gan đây hộp hai viên nhung hươu đây giá là 1 triệu ba trăm các bạn mua thử cái này mà xem cái này các bạn dùng thử nhé, cực kỳ xịn sò luôn đấy viên nhung hươu nhá các bạn nhìn thấy từ nguồn nhung hươu quý hiếm và thượng hạng trên thế giới của vùng Siberia, Altai Siberia của Liên bang Nga. Các bạn nhớ không? Đấy, mua combo hai hộp viên nhung hươu được tặng một hộp xịt da. Cái này thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng, nó rất là tốt cho sức khỏe. Đấy. đấy hỗ trợ bổ thận ích huyết các bạn nhìn ảnh là các bạn các bạn biết tác dụng của nó rồi đúng không? Hỗ trợ bổ tủy, mạnh gân cốt, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng sức đề kháng. Số điện thoại mình để trên logo các bạn ơi 024-7777-8877 Và website là shop vn Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhé Mình sẽ trả lời các bạn luôn Tôi đặt mua đông trùng hạ thảo lâu rồi Sao mãi không thấy về Minh Hải ơi Bác Trí Quang Bác Trí Quang ơi số điện thoại em để ở trên logo Bác gọi lại hộ em ấy Chắc là thỉnh thoảng nó cũng bị miss một tí đấy Nó cũng bị Nhiều khi nó cũng bị lỗi Hoặc là có thể là ship đến mọi người Nhưng mà shipper gọi mọi người là không được Mọi người alo lại hộ em Em cảm ơn rất nhiều Bạn Tân Lê có hỏi là sao nhà báo không dám nhắc đến trách nhiệm của VFF trong vụ ông Philip Chu Xê hết vậy Minh Hà? Chả có lý do gì mà mà ngại cả, chả có gì mà mà không dám cả. Thì đương nhiên bây giờ cái cái cái, cái thất bại của ông Chu Xê này thì liên đoàn phải chịu trách nhiệm chứ còn ai chịu trách nhiệm nữa. Không những là liên đoàn phải chịu trách nhiệm mà tổng tổng gọi là bây giờ gọi là cục thể dục thể thao phải chịu trách nhiệm. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng phải chịu trách nhiệm Chứ không phải là bỏ qua được Vấn đề là bây giờ người ta truy cứu cái trách nhiệm này bằng cách nào Tức là cho anh có quyền là được khắc phục hậu quả Để chúng ta tiến đến hay là như nào đấy Mình nghĩ là sẽ phải có những cái báo cáo thôi Mình nếu mà các bạn muốn thì mình sẽ nghiên cứu về cái chủ đề này Sau đó là mình sẽ chia sẻ với mọi người Chứ còn ở Việt Nam mà đợi từ chức thì khó lắm các bạn ạ Ở Việt Nam thì không có từ chức đâu bạn sơn trần còn nói là áo anh mặc làm gì còn mà bán đâu vẫn còn chứ bạn có thể là không còn size của bạn và đợt vừa rồi thì cái áo này nó bán nó quá là chạy cho nên là mọi người không mua được thì mình cũng rất là xin lỗi các bạn cứ từ từ lát nữa là có nhé bạn hiếu phan còn nói là anh nghĩ sao về cựu huấn luyện viên khánh hòa võ đình tân cơ hội dẫn dắt đội tuyển việt nam không anh mình nghĩ là khó anh tân thì sẽ rất là khó để lên đội tuyển quốc gia anh Võ Đình Tân mình đã từng nói là anh là huấn luyện viên khổ nhất Việt Nam Thỉnh thoảng anh em có nói chuyện với nhau thì mình vẫn động viên anh ấy Bảo thôi cố gắng anh nhé Một đội bóng không có ngôi sao, một đội bóng thì luôn luôn ngấp nghé Giữa cái chuyện là duy trì được đội bóng với cả cái chuyện mà bị đóng cửa Thì nó chỉ là một cái làn danh rất là mong manh thôi Nhiều khi trả lương tháng này nhưng không biết là tháng sau liệu có có mà trả hay không Cả một khoảng, khoảng, khoảng thời gian rất là dài anh ấy vất vả như thế đấy chứ là mình là từng nói với các bạn rồi làm bóng đá nó khó lắm chứ không phải là các bạn cứ ngồi xem Xong các bạn bình luận đâu khó lắm nó không đơn giản đâu các bạn làm bóng đá nó áp lực lắm các bạn ạ mà các bạn biết là cái giới hạn cái ranh giới giữa thành công và thất bại nó rất là mong manh sơn trần nó hết hàng rồi ô hết hàng rồi á à? để mình hỏi lại nhá xem có đúng không Tuyền Trần Văn Hải nên để tóc dài cắt gọn hiền lành đẹp trai hơn em nói thật là em ngại lắm em mỗi một lần mà em cứ phải cắt tóc rồi các thứ em ngại em, em, em đi tông đơ em gọt oh, mười mấy năm nay rồi Thật sự là em cũng bận đấy Em chả có thời gian cho tóc tai các thứ đâu. Mọi người thấy em chả diêm rúa gì Bạn Cương Nguyên có nói là Minh Hải cho mình hỏi ấy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam có đúng là Rượu mới nhưng bình cũ không Rượu mới nhưng bình cũ là thế nào ạ Tức là bạn nói là như nào Tức là rượu mới là chúng ta chỉ thay máu thôi Nhưng mà bình vẫn cũ á à? Hay là chúng ta thay một vài những cái nhân sự đây này mình vừa mới nói chuyện với Vicento này Vicento bảo áo President vẫn còn mà Có phải hết đâu mà mọi người cứ nói như vậy Ly Nguyễn mình mua, mình đặt mua hai ổ cắm điện Một chiếc uh, cắm C4 và một chiếc Không nhắn Không vào điện nhắn tin Nhưng không thấy nhân viên trao đổi gì Minh Hải ạ Bác Ly Nguyễn ơi, bác alo lại hộ em với cái số đây này 0889333300 đây này các bác uh, nhắn tin hộ em với bạn ngợi bùi của nó là minh hải cho anh hỏi làm thế nào để tăng thể lực cho các cầu thủ việt nam cảm ơn nhé uh, tăng cường thể lực nó có nhiều nó có nhiều phương pháp và những cái phương pháp này đôi khi là chúng ta sẽ thực hiện một cách đồng thời uh, cái nguồn gen thì nó cũng khó rồi đúng không ạ nhưng cái đầu tiên là dinh dưỡng dinh dưỡng, giáo án tập luyện, phương pháp tập luyện đấy. Rồi uh, nó còn có thêm cả những cái yếu tố từ giáo án tập luyện cho đến cái cường độ. Rồi nói chung là nhiều lắm các bạn ạ. chứ nó không đơn giản. Cái dinh dưỡng là cái quan trọng lắm ấy. Bạn Phương Tuấn Bùi của nó là VFF mời huấn viên Mai Đức Trung làm tạm quyền là lợi dụng lòng tốt của người khác. Không, các bạn đừng nói là lợi dụng. Tất nhiên là liên đoàn thì cũng không thể làm khó được chú Mai Đức Trung và mình cũng đã từng nói với mọi người rồi là không nên chúng ta không nên bây giờ chú nghỉ ngơi rồi thì thôi nói là lợi dụng lòng tốt thì nghe nó hơi quá đáng Bạn Lăng Đặng Văn của nó là huấn viên Hoàng Anh Tuấn làm U23 mà ok thì đề xuất làm đội tuyển luôn. Luôn nhớ vì anh Tuấn đã đưa U20 vào U20 World Cup rồi biết đâu anh Tuấn có duyên với World Cup thì sao anh nhỉ? Thực ra thì mình vẫn nghĩ là nếu anh Hoàng Anh Tuấn mà nếu mà chuẩn ra ấy thì chúng ta cũng nên tính toán về cái vị trí của anh Hoàng Anh Tuấn. Mình thì nói thật là mình cũng có chơi với anh Tuấn. Mình sợ mình nói thì mọi người lại bảo là mình bênh anh Tuấn với cả PI cho anh Tuấn hay là như hôm vừa rồi mình nói về ông Jun gần cũng thế, mình chỉ muốn nói một điều là ông Jun gần ông rất yêu Việt Nam và ông sẵn sàng nhảy vào lửa khi mà bóng đá Việt Nam cần, thì mọi người lại nghĩ sang cái chuyện là mình đang muốn đẩy ông 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 ông, ông Jun ghi vào, mình nói luôn là ông dùng ông Jun ghi ông giàu lắm, ông tiêu từ giờ đến hết đời ông trả hết tiền đâu mà, cho nên mọi người đừng nghĩ xấu cho người ta. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhá, mình sẽ trả lời câu hỏi của mọi người. Minh Phạm chú mà chú Mai Đức Trung lớn rồi để cho chú nghỉ, Hoàng Anh Tuấn cũng ổn mà Minh Hải. Thì có ai bảo không ổn đâu. Vấn đề là anh Hoàng Anh Tuấn bây giờ đang cầm U23 thì sợ là cái sự chuẩn bị cho đội tuyển nó không được tốt. Nên là mình nghĩ là những huấn luyện viên này đều ổn cả mà. Bạn Hoa Nguyễn Văn có là tốt nhất phép hãy tìm huấn luyện viên của Nhật Bản. À, hoặc là Hàn Quốc cho đội tuyển Việt Nam. Hôm nay thì chúng mình có liên hệ với một quan chức và chúng mình cũng biết được một cái thông tin rất là khá là quan trọng. Đấy là chúng ta sẽ lựa chọn một huấn luyện viên mà cái sự phù hợp sẽ được đánh giá cao nhất. Cái điểm cao nhất của chúng ta là điểm phù hợp. Danh tiếng cũng được, không danh tiếng cũng không giao. Đấy. Nhưng mà phải phù hợp, chúng ta phải phù hợp nhau. Nếu không phù hợp nhau thì sẽ rất là khó. Hải Trần theo cháu nếu chọn huấn luyện viên tạm quyền thì nên mời huấn luyện viên Vũ Tiến Thành vì anh Vũ Tiến Thành có khả năng xốc lại tinh thần cầu thủ và giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn rất tốt. Hải Trần theo những cái gì mình biết đến thời điểm này nhá thì khả năng rất là cao là đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ không được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên tạm quyền mà hiện nay anh ấy đang có công việc ở giải vô địch quốc gia. Tức là nếu anh ấy đang là huấn luyện viên của một đội bóng nào đó thì chúng ta sẽ không mời. Ít nhất là đến ngày hôm nay thì mình có được cái thông tin như vậy bảy vu hà có lẽ là phù hợp nhất vẫn là mời thầy ly mình hoàn toàn đồng ý với bạn à, sự lựa chọn của bạn mình cũng rất là trùng hợp với mình mình cũng rất là thích cái cái sự lựa chọn đó các bạn ơi các huấn luyện viên người ta đang có công có việc rồi thì bây giờ người ta còn <laughs> người ta còn lên đội tuyển làm gì nữa người ta còn phải lo cho công việc của người ta chứ làm sao mà vì một trận đấu tạm quyền mà người ta bỏ cả một cái cả một cái đội bóng của quê hương người ta đi Sơn Trần nó là mấy hôm trước em vào Zalo đặt thì bảo là hết rồi phải chờ không chúng mình restock thường xuyên lắm tại vì uh, mẫu hàng này bán cũng chạy mà cái áo này bán rất là chạy này các bạn cái áo Vicento President này ấy, nếu mà bình thường ra vì nó là một vải lụa của Nhật Bản nó rất là bền các bạn ạ nó rất là co giãn không nhăn nó không nhăn nó co giãn nó bền nó đẹp nó mềm, mềm, mịn mượt rất là thoáng nó lại còn có khả năng điều hòa không khí và nó khử mùi chưa là cái áo này là cái áo mà được người ta rất là yêu mến đấy mà giá của nó thì trước đây là giá của nó trên một triệu bây giờ chỉ còn 639 trăm ba cho nên nó bán rất là chạy và bọn mình sản xuất cũng khá là nhiều đấy và nếu mà các bạn mua ba chiếc thì giá nó còn giảm hơn nữa là chỉ còn một triệu ba trăm chín thôi và các bạn lại còn được giảm các bạn được tặng một cái ví da cá sấu trị giá đến 1 triệu 598 nghìn Các bạn mua 3 chiếc giá 1 triệu 398 nghìn Các bạn lại còn được tặng một cái ví da trị giá 1 triệu 598 nghìn Các bạn thấy nó quá là xịn sò còn gì nữa Đúng không? Nếu các bạn đến visando.vn thì các bạn còn được một cái quyền là tự thành lập combo Bởi vì tất cả các cái sản phẩm của chúng mình đều được giảm giá Đấy, cho là các bạn cứ nhặt cái nào thì các bạn nhặt Đấy và combo càng lớn thì giảm giá càng sâu Combo càng lớn thì các bạn được tặng quà càng cao Các bạn ok chưa Đấy còn các bạn đến 240 kim mát Thì các bạn sẽ được thử hàng nhé các bạn nhé 240 kim mát km Hà Nội Số điện thoại mình để đây 0889333300 ba không 0889 Cũng là số điện thoại để các bạn mua những con men này Đây mình xác phát ba em luôn Các bạn thấy đây Đây là con C4 C4 này thì nó rất là đẹp Thế là các bạn là để ở phòng khách này Hay để ở tiệc lẩu Nói chung ở chỗ nào mà các bạn cần nó phải đẹp đẽ Con này thì nó chỉ có 4 ổ cắm và 3 cổng sạc thôi Giá là 339.000 một chiếc Còn nếu các bạn mua hai chiếc thì giá còn là 639.000 Còn đây là anh V8 Anh V8 này thì có 12 thiết bị Bao gồm 8 ổ cắm và 4 cổng sạc Đấy Em này thì giá của nó lại nó lại hơi nhỉnh hơn một tí so với em C4 Nhưng mà số lượng ổ cắm thì nó hơn hẳn Đấy, nó chỉ là 698.000 cho hai chiếc thôi. Em này thì hai ba hai loại này thì vẫn được một đổi một trong vòng 6 6 tháng và các bạn được bảo hành được 1 năm. Đấy, ngoài ra thì uh, xin thưa với mọi người luôn. Đây, cái uh, đầu tiên là dây, dây là loại là loại đồng 3 ly nguyên khối. Cho nên là nó chịu được tải lên đến 4000W, các bạn cắm 2 3 đổi lầu ăn thoải mái luôn. Nó còn chịu được nhiệt lên đến 750 độ. Các bạn ném vào cái nguồn nhiệt độ 750 độ nó không cháy. Đấy, bên cạnh đó là nó còn có một con hát mình để ở đằng sau lưng này các bạn nhìn đây đấy mình gọi đây là anh trung vệ áo đỏ có tên là tomat các bạn đi làm đi chơi thậm chí là đi ngủ hát nó vẫn ở đây nó vẫn thức để đảm bảo cho các bạn là cái ổ điện này nó không bị không bị cháy nổ và bảo bảo đảm an toàn cho gia đình nhà các bạn gia đình nhà các bạn là bố mẹ của chúng ta là vợ con của chúng ta và là tài sản mà chúng ta dành cả một đời ra để tích góp đấy các bạn thấy không số điện thoại mình để trên logo nhé các bạn nhé 0889 333300 và website là menhouse.vn. Nếu các bạn cần nó đẹp thì các bạn mua con C4. Nếu các bạn mà cần nhiều ổ cắm thì các bạn mua con V8. Mình thì mình thích con V8 hơn vì nó kinh tế hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ xin phép trả lời các bạn thêm khoảng tầm 5 câu hỏi nữa thì chúng ta xuống sóng. Và mình cũng vẫn nhắc các bạn nhé là 9 giờ tối ngày hôm nay tức là chỉ còn chưa đầy 1 giờ nữa thì mình sẽ livestream ở trên top top để chia sẻ với các bạn những mặt hàng chính hãng và với cái mức giá thấp độc quyền chỉ dành cho Vlog Minh Hải thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hà Ngọc của nó là tôi rất thích thầy Ly, thầy nói ít nhưng làm rất tốt, đúng rồi. Bạn uh, Sĩ Trần Đình của nó là chào Minh Hải, chúc Minh Hải sức khỏe và hạnh phúc và đem lại nhiều thông tin hay cho mọi người. Mọi người ơi hãy like cho Minh Hải đi mọi người ơi. Cảm ơn bạn Sĩ Trần Đình. Cảm ơn bạn. Và Lăng Đặng Văn của nó là vợ em vừa mắng em xuống ngay xem ông này. <laughs> vợ em vừa mắng em là xuống ngay xem ông này <laughs> ok đấy tức là vợ ý lý là vợ bạn yêu cầu bạn xuống để xem mình đúng không hải ơi em không thương bố chung à bạn hà đinh không thương bố chung là sao mình thì quá thân với bố chung còn gì nữa hai bố con là suốt ngày díu dít với nhau nói chung là mọi người ạ à, mình phải nói chia sẻ rất là thẳng thắn với mọi người mình nghĩ đến thời điểm này thì nên để chú chung nghỉ cho chú nghỉ ngơi chú cũng đã vắt kiệt sức của mình vì công việc vì công hiến rồi bây giờ còn một chút sức lực còn lại để cho chú sống một cuộc sống nó đỡ áp lực hơn và cũng là để đưa cô đi chơi khắp nơi mình nghĩ là như thế là tuyệt vời chiều nguyễn làm sao để vào top top được của minh hải em để ở phần comment ấy em để ở phần comment và ở để ở phần mô tả lát nữa mọi người vào phần comment phần mô tả là có ngay hoặc mọi người lên top top Mọi người search chữ Vlog Minh Hải là ra mà Nó đơn giản không mà Đông Nguyễn Theo dõi từ 2014 đến bây giờ không được trả lời một câu Thật sự là mình rất xin lỗi bạn Đông Nguyễn Mình rất xin lỗi bạn Đông Nguyễn Rất xin lỗi bạn Không biết làm sao được Nhưng mà đúng mà 10 năm mà không được trả lời thì Đấy là lỗi của mình thật sự Cũng không thể nói là không có duyên được đúng không Bởi vì là nhiều khi mình có thể là quét qua mà không để ý hiếu phan anh hải ơi em không chấp nhận cách huấn luyện viên ngoại cư xử với người âm mộ như ông chu cia em hy vọng sẽ có một huấn luyện viên nội xứng tầm chứ không trông mong vào huấn luyện viên ngoại không biết gì về bóng đá việt nam như ông chu cia ông chu thì mình nghĩ là ông đấy có vấn đề về mặt cảm xúc mình nghĩ là ông có vấn đề lớn về mặt cảm xúc à, thất bại của ông ấy phần lớn là do cảm xúc Đấy là theo quan điểm cá nhân của mình Còn thật sự mà nói đến bây giờ thì hơi khó Du Chu Tôi cạnh nhà chú Trung ở Ngọc Hà Thôi để cho chú ấy nghỉ ngơi Đúng rồi Nhà chú ở ngay đình Ngọc Hà Chúng mình thi thoảng hay uống cà phê với chú ở đó Quang Mai có nói là mình theo dõi Hải có trả lời đâu Em nói luôn là không thể trả lời hết được mọi người đâu Mọi người mong mọi người thông cảm cho em Mọi người thương em, mọi người thông cảm cho em Chứ em không thể trả lời hết được Thôi cảm ơn mọi người rất là nhiều Bây giờ thì em xin phép dừng luồng live stream tại đây à, Có thông tin mới em sẽ báo cáo cho mọi người ngay Cảm ơn mọi người rất là nhiều Hẹn gặp lại mọi người từ 9 giờ trên kênh Tom Tóc của em Bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt